khoảng năm 1550, nhà Mạc xảy ra mâu thuẫn nội bộ lớn. Rất nhiều tướng lĩnh đã bỏ nhà Mạc mà theo vua Lê. Cho rằng thời cơ tốt đã đến, Trịnh Kiểm chỉ huy quân Nam Triều, phối hợp cùng quân của Vũ Văn Mật phía Bắc, tiến đánh nhà Mạc. Nhà Mạc lâm nguy, trong khi quân tướng vẫn chưa yên sau biến cố lớn. Mạc Kính điện đốc thúc quân, trấn giữ các nơi. Trịnh Kiểm cho quân qua sông Thao đến núi An Lạc. Còn quân Chú Bầu và Lê Bá Ly, Nguyễn Khải Khang, từ ba hướng tiến đánh Thăng Long. Trước sức tấn công mạnh mẽ của quân Nam Triều, quân nhà Mạc liên tiếp thua trận. Ba cánh quân Nam Triều cùng Vũ Văn Mật tiến thẳng về Thăng Long. Mạc Kính điển cho người bảo vệ vua Mạc Tuyên Tông rời Kinh Thành, đến Hải Dương, còn ông ở lại quyết chiến với quân Nam Triều. Ông cho đắp lũy đất từ Bồ Đề, ở xã Lâm Hạ, kéo dài ra phía Bắc để phòng thủ, lại xếp đặt thủy chiến để quân thủy bộ hỗ trợ được cho nhau. Ông cũng ổn định lòng quân, ra kỷ luật nghiêm ngặt. Khi quân Nam Triều đến, Mạc Kính Điển cùng quân sĩ một lòng chống cự, đẩy lui quân Nam Triều hết lần này đến lần khác. Quân Nam Triều có kế hoạch đưa vua Lê vào kinh thành Thăng Long, nên cũng quyết tiến vào kinh thành. Tuy nhiên, dù giao chiến đã lâu, nhưng quân nhà Mạc vẫn giữ vững các phòng tuyến. Trịnh Kiểm thấy lực lượng nhà Mạc còn nhiều, lòng dân vẫn hướng về nhà Mạc, nhất là từ sau giai đoạn 10 năm thịnh trị thời Mạc Thái Tông. Cho rằng thời cơ lớn chưa đến, Trịnh Kiểm đành ngậm ngùi, cùng Lê Bá Ly rút về Thanh Hóa. Ở phía Bắc, quân của Vũ Văn Mật bị chặn đứng, cũng phải rút về Tuyên Quang. Thấy quân Nam Triều rút, Mạc Kính Điển chia quân lấy lại các vùng đất đã mất. Lúc này, từ Ninh Bình ra Bắc là thuộc nhà Mạc, từ Thanh Hóa vào Nam là Nam Triều nhà Lê. Nhận thấy Nam Triều ngày càng mạnh, để lâu sẽ mang đến tai họa, Mạc Kính Điển nhiều lần cho quân Nam tiến. Dù không diệt được nhà Lê, nhưng mục đích là để gây rối, khiến nhà Lê không được yên ổn. Nhà Lê ở Nam Triều, từ khi có Lê Bá Ly cùng cha con Nguyễn Thiến, Nguyễn Quyện theo về, thì rất mạnh. Năm 1557, cả Lê Bá Ly và Nguyễn Thiến đều qua đời vì tuổi cao sức yếu. Mạc Tuyên Tông thấy con của Nguyễn Thiến và cũng là con rể của Lê Bá Ly là Nguyễn Quyện, rất có tài, đã lập nhiều chiến công khi đối đầu với quân Mạc, nên muốn tìm cách kéo Nguyễn Quyện theo về nhà Mạc như xưa. Biết Nguyễn Quyện là học trò của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Mạc Tuyên Tông nhờ Trạng Trình giúp đỡ. Trạng Trình hẹn gặp và nói chuyện với anh em Nguyễn Quyện và Nguyễn Miễn. Sau đó, hai anh em quay lại theo nhà Mạc. Thấy anh em Nguyễn Quyện theo về với mình, Mạc Kính Điển rất vui mừng. Ông gả luôn hai con gái của mình cho anh em Nguyễn Quyện và Nguyễn Miễn. Từ đó, Nguyễn Quyện trung thành với nhà Mạc đến tận cuối đời. Tháng 9 năm 1557, Trịnh Kiểm thống lĩnh 5 vạn đại quân tiến đánh nhà Mạc. Quân Nam Triều thắng lớn rồi tiến thẳng đến Sơn Nam. Nguyễn Quyện nhận lệnh chặn quân Nam Triều, cuộc chiến ác liệt diễn ra ở sông Giao Thủy. Quân Nam Triều bị đánh bại, tướng sĩ phải nhảy xuống sông, bỏ thuyền lên bờ tháo chạy. Mạc Kính Điển đưa quân chặn đường về của quân Nam Triều, khiến quân Nam Triều thảm bại, vài chục chiến tướng tử trận. Trịnh Kiểm rút về đến nơi thì chỉ còn lại non nửa quân số. Tháng 9 năm 1559, Trịnh Kiểm cho tinh binh trấn giữ các vùng biển trọng yếu, còn mình đem 6 vạn đại quân quyết diệt nhà Mạc. Biết phía nam nhà Mạc có tuyến phòng thủ chặt chẽ, Trịnh Kiểm tiến quân ra Sơn Tây. Quân Chú Bầu cũng hội với quân Nam Triều, nhờ Chú Bầu giúp đỡ, quân Nam Triều có được nguồn lương thảo dồi dào, có thể đánh lâu dài. Quân hai bên vượt sông đánh chiếm Lạng Sơn, Kinh Bắc. Cuối năm 1559, đầu năm 1560, Trịnh Kiểm cho quân tiến đánh Khoái Châu, Hồng Châu, các huyện Siêu Loại, Văn Giang, Nam Sách, Tiên Hưng và đều giành thắng lợi. Mạc Kính Điển đốc quân, chặn các tuyến đường vào kinh thành Thăng Long, quân Nam Triều tấn công như vũ bão, nhưng không sao phá được. Trịnh Kiểm liền cho quân đánh phá các vùng Đông Triều, Giáp Sơn, Chí Linh, An Dương. Quân Nam Triều đã chiếm được vùng đất phía bắc sông Hồng. Quân Nam Triều cố đánh vào Thăng Long, nhưng bị Mạc Kính Điển cho quân phòng thủ chặn lại. Dù Trịnh Kiểm đánh mãi, đến tận sang năm 1561, nhưng quân Nam Triều vẫn không sao tiến được. Trịnh Kiểm đành cho quân tiếp tục đánh chiếm các vùng đất phía đông. Nhận thấy quân Nam Triều đang dồn toàn bộ chủ lực để tấn công phía bắc, tháng 3 năm 1561, Mạc Kính Điển quyết định dùng kế vây ngụy cứu Triệu. Ông cho quân tiến thẳng vào Nam Triều, tấn công Thanh Hóa,
khiến quân Nam Triều ở đây bị đánh bại phải bỏ chạy. Trình Kiểm nghe tin Thanh Hóa bị đánh thì vội rút quân trở về, Mạc Kính Điển cũng cho quân rút về. Với cuộc tấn công vào Nam Triều, Mạc Kính Điển khiến quân nhà Lê đang ở thế tấn công, phải lo rút trở về phòng thủ, nhờ đó mà giải nguy cho kinh thành Thăng Long. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, hẹn gặp lại bạn trong các tập tiếp theo.